cống thoát nước, những đường ống ngầm nằm sâu dưới lòng đất truyền dẫn đủ các thể loại chất thải. Thường thì đó là nơi tăm tối, chật chội và bẩn thỉu, chưa kể đến không gian cực kỳ chật hẹp và bí bách, chắc chắn sẽ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất cho những ai mắc hội chứng sợ không gian hẹp. Nhưng đấy là ai chứ không phải là tôi, một chuyên viên định vị ống cống đẳng cấp. Công việc của tôi là bỏ xuống một đường ống kỳ lạ mà không ai biết người tạo ra nó là ai, rồi định vị lõi của hệ thống cống ngầm. Đừng hỏi tôi cũng không biết đâu, nhà tuyển dụng bảo sao thì tôi biết vậy. Thôi thì hãy cùng tôi chui xuống đó để xem cái cống này có gì ghê gớm mà khiến công ty phải tìm đến một thiên tài thông cống như tôi nhé. PC cấu hình 4060 giá rẻ đã cập bến rồi đây cả nhà ơi. Chỉ với trị giá của một nửa chiếc iPhone 16 Pro Max, đến với PCM, các bạn đã có thể sở hữu ngay cấu hình PC AMD Gaming Pro, sở hữu CPU AMD Ryzen 7 5700X 3D nổi bật kết hợp với các đồ họa Asus RTX 4060 8GB OCY sẽ giúp bạn chiến bận màu các tựa game FPS và AAA hot hit hiện tại. Lại kèm thêm RAM 16GB DDR4 và SSD 500GB chuẩn NVMe được lắp đặt trong vỏ case Aiko C218M White, hệ bề cá đẹp rộng rãi, thoáng mát chỉ với 18 triệu đồng. Đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn xuất sắc cho những người đam mê gaming. Hãy truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom của PCM để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể. Ngoài ra, bạn còn có thể thoải mái tùy chỉnh nâng cấp cấu hình hoặc tăng giảm hiệu năng tùy nhu cầu và sở thích như tăng RAM, SSD, nâng cấp lên tải nhiệt nước một cách dễ dàng và nhanh chóng nữa đấy. Và nhớ đọc code về game hoặc bổ não để được giảm ngay 300.000 nữa nhé. Nhanh chân lên nào bà con ơi. Hãy cùng bắt đầu thôi nào. Mọi thứ sẽ đơn giản thôi. Công việc của tôi là bỏ xuống các đường ống vừa sâu vừa khít này, tiến đến những điểm then chốt được chỉ định. Sau đó lấy cái máy thăm dò được công ty cấp cho, ấn cái nút ping này và đếm xem có bao nhiêu tiếng vọng lại, nhập vào, ấn ok và voila. Đơn giản, việc nhẹ, lương cao. Đó, chỉ thế thôi. Hoàn thành hết các điểm chỉ định được ghi trên bản đồ rồi chui ra từ cái lỗ mà tôi vừa chui vào là có thể về nhà rồi. Chỉ cần không quên lối ra ở đâu là ok. Nhưng đương nhiên, đây vẫn là cống ngầm. Chui giúp ở cái chốn này sẽ gặp đủ các thể loại chất thải còn đọng lại chắn đường đi. Nói nghe ra thì hơi kinh một tí nhưng mà chỉ cần lấy tay móc hết ra là có thể bò tiếp rồi. Có thể là một mớ que gỗ, mà ok chắc là do nước mưa quấn xuống chăng, không vấn đề gì cả. Một đống tóc rối vẫn đơn giản. Chỗ tóc này không nhằm nhỏ gì so với lượng rơi ra từ cái đầu hói của tôi mỗi ngày. Một đống mỡ béo ngậy. Hả? Rụng tóc thì còn hiểu nhưng mà làm gì có ai rụng mỡ bao giờ không? Mà đừng vội nói tôi không biết gì, tại vì có thể đấy là mỡ từ nhà bếp chút xuống cống nhá. Với lượng mỡ dày và tinh khiết như thế này thì chắc chắn là có gì đấy không ổn ở đây. Well, giờ thì các bạn biết anh Nick quả bơ giấu đống sản phẩm thừa của việc đi trước hai bước ở đâu rồi đấy. Đường ống chật hẹp và cực kỳ tối, tôi chỉ có thể bò về phía trước, rẽ trái, rẽ phải và không thể quay đầu. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một thợ sửa ống nước tài năng như tôi, thì một là tóc không được màu xanh và ngậm kiếm trong mồm. Thứ hai là phải có trí nhớ tốt để không phải cứ 2 giây lại phải mở bản đồ ra đảo một lần. Bò quá lố một phát là mất cả ngày loay hoay tìm đường ngay. Vậy thôi, hoàn thành xong, chui ra ngoài, easy peasy. Rodland là ai? Tại sao lại có thằng nào cũng mỏ mẫm dưới này vậy? Hay ông một lỗ à? Thôi thì cũng kệ, hoàn thành nốt công việc của mình đã. Dù sao tôi cũng không được trả tiền để thắc mắc. Cứ mà anh bạn quản lý của chúng ta nói đúng ấy, có một vấn đề mà các bạn phải chú ý nếu muốn trở thành đồng nghiệp của tôi trong công việc này, đấy là phải luôn để ý đến nhiệt độ cơ thể. Không phải tự dưng mà công ty lại cấp cho bạn một cái đèn sưởi đâu. Nơi ống cống này hoàn toàn kín khí và không có bất kỳ nguồn nhiệt cũng như hệ sinh vật nào để sinh nhiệt. Đương nhiên là không tính mấy con chuột hay là quần thể E. coli lúc nhúc ở đây rồi. Cho nên nhiệt độ ở những chỗ thế này rất là thấp. Phải luôn để ý đến cái nhiệt kế ở góc trái bên này này. Về mo là liệm đó. Vì thế phải làm nhanh lên nếu không muốn được người khác lôi ra dùm. Cái gì vậy? Đó là Rodland ấy hả? Sao dưới cống lại có con gì kỳ cục vậy? Ai em phải cái gì mà thải ra được cái cục shit quái thai này thế? Thì ra nó là lý do mà mất thân nhiệt chỉ là nguy cơ tử vong xếp thứ 2 ở đây thôi. Phải mau mau cút ra khỏi đây, tôi không muốn bị thứ đó hôn cho một cái đâu.
phải thật cẩn thận và cực kỳ để ý xung quanh, không nên quá chú tâm vào cái máy dò mà sao nhãng. Con quái thai đó có thể tấn công bất ngờ khi tôi không để ý. Phải nhanh chóng hoàn tất công việc thôi nào. Cứ từ từ dọn dẹp sạch sẽ đống chất bẩn chắn đường, nhặt hết mấy tờ rơi cực xú này mà vì một lý do nào đó quản lý không muốn người dân nhìn thấy chúng. Và quan trọng nhất vẫn là hoàn thành định vị các chỗ được chỉ định trong đường ống và thoát ra khỏi đây thôi nào. Hay thật đấy, các ông cấp cho tôi một cái bản đồ tự định vị xịn sò, một cái máy dò âm thanh xịn đét mà lại không cho thêm nổi một cái găng tay lao động ư? Tư bản mua năm. Giờ thì phải cẩn thận thôi, tôi không muốn dụ cái thứ đen xỉ đó ra một lần nữa đâu. Kể cả không bị cái con quái quỷ đấy cắn cho còn một nửa như ông thầy giáo nào đó thì đứt tay chảy máu ở cái chỗ này cũng làm tôi uốn ván nhiễm trùng mà chết. Vậy nên là cứ từ từ mà làm cho nó bó cẩn. Mà nói cẩn thận là thế, nhưng ai biết được ngoài cái con đen xỉ kia ra thì còn có cái gì đang chờ đợi tôi ở nơi tăm tối này cơ chứ. Người ta thường bảo nếu bạn nhìn thấy một con rán thì tức là 50 con khác đang ở gần đó mà. Lại cái quái gì nữa đây? Cái đống nhầy nhầy nhôm nháp này là sao? Hắn ta là ai nữa vậy? Mà cái oái oăm ở đây là giờ tôi còn phải để ý đến từng tiếng thở đầy quyến rũ của anh ấy pha lẫn với tiếng lùng bùng có ở khắp nơi nếu không muốn bị nổ tung như cái đám nhôm nháp kia. Tôi không biết trong tưởng tượng của các bạn thì thợ sửa ống nước là như thế nào, nhưng mà sự thật không có cái đám nhầy nhầy dính dính nào như thế trong từ điển ống cống học đâu nhá. Thật là một công việc tuyệt vời, mong là cái công ty này sẽ không scam bảo hiểm lao động của tôi. Dù khổ là như thế nhưng là một nhân viên có tâm và có tầm, tôi không thể để những thứ như thế cản trở bước tiến của mình được. Công việc vẫn chỉ có vậy thôi. Đường ống càng xuống sâu lại càng rắc rối và nhiều ngã rẽ, nhiệt độ cũng giảm ngày càng nhanh hơn, chất thải nhiều hơn và còn nguy hiểm hơn nữa chứ. Sau vụ này mà không tăng lương cho tôi là tôi bóc phốt lên hội review công ty có tâm luôn. Vậy là xong, mau biến ra khỏi đây thôi nào. Thật là tuyệt vời, một đứa sẽ rình rình hôn trộm tôi nếu như tôi không để ý, một đứa thì thầm vào tai tôi những lời đường mật để tranh thủ ném đống rình rình đó vào mặt tôi, và bây giờ còn có thêm con chó chim sẽ liếc mắt đưa tình như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi nữa chứ, theo nghĩa đen ý. Tôi thực sự xin lỗi vì đã chê bai dân cư nơi đây, hệ sinh thái dưới này đúng là phong phú mà. Đường cống cũng trở nên dị dạng hơn bao giờ hết, ai lại thiết kế một cái ống cống toàn ngõ cụt như thế này không cơ chứ? Trông cứ như thể là hệ thống cống này là một sinh vật sống vậy, tất cả được tạo ra một cách ngẫu nhiên và tôi bị ném xuống dưới này để làm vật thí nghiệm ý, rắc rối quá thể. Có lẽ đây là lời giải thích cho việc họ cần phải tìm cái lõi gì đấy ở dưới này, hóa ra lương cao là có vấn đề thật. Dù vậy, không khó khăn nào có thể cản bước tiến của một thiên tài như tôi. Danh hiệu nhân viên của tháng chắc chắn là phải của tôi rồi, nếu như tôi còn sống mà rời khỏi đây. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chảy máu rồi, thế này thì lũ kia chắc chắn sẽ kéo nhau lũ lượt đến đây nhằm quấy rối tôi cho xem. Phải làm cho nhanh rồi biến ra khỏi đây thôi. Cuối cùng cũng xong, tôi không thể chịu được cái chỗ này thêm một giây phút nào nữa rồi. Đây rồi, đường ống cuối cùng mà tôi cần phải xử lý. Chỉ cần hoàn thành được nó thôi là tôi sẽ biến ra khỏi đây. Thực sự là tôi đã quá ngán ngẩm với lũ quái vật dưới này lắm rồi. Nếu bây giờ có một nắm lá ngón trong tay, tôi sẽ nhét thẳng vào mồm cả lũ bọn chúng. Mị còn trẻ mị muốn đi chơi. Là nhiệm vụ cuối cùng, đương nhiên cũng là cái khó khăn nhất. Đường ống phức tạp chưa từng thấy và rất nhiều địa điểm cần phải thăm dò. Thực sự số phận đang cố gắng ngăn cản tôi đi kiếm nồi bánh chưng thứ 23 của cuộc đời mình đây mà. Thôi thì phải gắng thôi.
có một cánh cửa màu đỏ kỳ lạ chặn đường ống cống ở ngay đoạn lối vào. Lần lượt tiếp theo, tôi cũng tìm thấy các van nước với hình thù dị dạng nằm rải rác khắp cả hệ thống cống ngầm. Bên cạnh việc định vị như mọi khi, tôi cần phải xoay các van này sao cho nó giống với biểu tượng trên tờ bản đồ nhiễm xạ tôi tìm thấy. Bạn hỏi tại sao tôi phải làm thế ư? Đương nhiên là vì tôi là nhân vật chính trong game kinh dị rồi, phải luôn tò mò khám phá trong khi đang bị cả đàn quái vật truy đuổi. Như thế thì mới có video này để cho các bạn xem chứ. Quay trở lại vấn đề, sau hàng ngàn nỗ lực, chủ yếu là đối phó với lũ quái quỷ kia, hoàn thành hết các địa điểm cần định vị và xoay tất cả các van nước về vị trí của nó, cánh cửa bí ẩn màu đỏ lúc trước đã mở ra mời gọi tôi đi vào. Đương nhiên là một người thợ ống nước lành nghề và quan trọng hơn là một thằng đàn ông, làm sao tôi có thể từ chối lời mời gọi này cơ chứ? Cùng chui vào thôi nào! Wow, cái kết có hậu hơn tôi tưởng rất là nhiều.